Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Nãy giờ thì mình ngồi ở đây nghe tiếng hai anh long gáy Luffy cực chill các bạn ạ. Chill lắm, đây, để mình ngồi đây cho các bạn nghe chung với mình ha. Nè, cái mặt lim dim đó, chuẩn bị đó. Nào, gáy đi anh ơi, gáy đi anh long. Ủa, sao nãy giờ gáy gì lắm mà sao tự nhiên giờ lên hình cái là... bất cỡ à. Không thấy lông gáy nữa các bạn. Nè cho anh Long ăn nè. Tích góp được miếng thịt bò các bạn. Rồi đó ăn đi quay. Tôi không có dòm đâu. Đừng có ngại nữa. Đó. Lại gáy tiếp. Anh thằng ơi, anh Long này đúng khó tính luôn các bạn. Anh Long kia cũng vậy. Đó. Cũng gáy theo nữa. Thôi giờ thì tạm thời gác qua hai anh Long đi. Hôm nay thì mình sẽ có một cái công việc mình nghĩ cũng khá là thú vị đó các bạn. Đó chính là sắm cho mình một cái bộ đồ người tối cổ. Bởi vì theo như thông tin mà... Ủa cái gì đây? Ủa anh ninja xanh này đi đâu vô đây vậy? Đi chỗ khác. Vì theo thông tin mình tìm hiểu được đó các bạn, trong cuốn sách này có ghi mình có thể chế tạo ra được một ít cái món đồ hay ho nha. Nè, chẳng hạn như là một bộ giáp được làm bằng những cái da của một cái loài khủng long thì phải. Lần trước thì mình cũng có tìm được một ít. Đây nè. Thốt 2. Mình chỉ cần kết hợp nó với xương nè và heavy bone là chúng ta có thể làm ra được ha. Nhưng mà để làm được full set này thì mình cũng cần khá những cái da nha. Cũng như là heavy bone thì mình có nhiều không ta? Có 5 cái à các bạn ơi. Hình như... 5 cái thì dư sức. Ok, vậy là chúng ta sẽ đi săn thêm da thôi ha. Rồi, được rồi, nói là làm liền. Mình sẽ lập tức cởi khủng long bay. Và chúng ta sẽ bay thẳng tới hang động tối cổ. Ủa lộn, hang động nguyên tử. Nhưng mà trước khi đó thì để mình sửa giáp đi nhờ. Tại vì bộ giáp của mình sau khi chiến đấu với cái anh long da xanh kia kìa thì cũng đã hư hết trơn rồi các bạn. Mình thì hiện tại chỉ có đúng một quyển sửa chữa thôi, mà chưa có biết là sẽ nên ép vô cái món đồ nào á. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ tìm được một cái loại giáp nào đó nó tốt hơn ha. Rồi mình sẽ đầu tư quyển sửa chữa đó sao. Rồi giờ thì tạm thời đầu tư kim cương để sửa bộ giáp hiện tại trước. Đấy, hậu nghèo thì chỉ sửa được tới đây thôi các bạn. Ok, tự tin lên đường thôi nào. Mà trước khi đi thì mình cũng thăm voi ma mút cái đã. Sớm giờ thì mình ở đây cũng áp ca tương đối lâu nhưng mà ma mút vẫn chưa lớn các bạn ơi. Còn lượng máu của em thì tạm thời đã hồi phục rồi ha. Hôm qua em bị thương đó các bạn. Ok, ở đây chơi với Brachiosaurus đi. Mấy em cũng khá là thân thiện á. Rồi, lên đường thôi các bạn ơi. Khoan các bạn ơi, hình như ở trong hang có cái gì thì phải. Đó chính là hành tinh điên Crazy Alien, một tựa game giải trí đầy mới lạ và kịch tính. Trong game, mình sẽ hóa thân thành một sinh vật ngoài hành tinh, bị nhốt trong phòng thí nghiệm nhưng vô tình trốn thoát, sở hữu sức mạnh rất là lớn và mơ ước thống trị hành tinh trái đất, đi tiêu diệt và nuốt chửng những loài vật yếu hơn. Nhưng khi ra bên ngoài thì các sinh vật ở trên trái đất mạnh hơn mình tưởng các bạn ơi. Mình liên tục bị thua luôn. Thế nên điều mình cần làm lúc này là nâng cấp kỹ năng phù hợp cộng với đầu óc chiến lược và kỹ năng phản xạ. Khi mà xử lý, mình đã càn quét được các thành phố và tiến hóa quái vật của mình trở nên siêu lớn và cực kỳ mạnh mẽ luôn nè. Càng về sao, cấp độ sẽ càng khó, boss cũng rất là mạnh. Mình có cảm giác giống như là không thể nào vượt qua được luôn á. Đúng lúc này lại có vòng quay ngẫu nhiên xuất hiện các bạn ơi. Đây là một cơ chế mà mình rất là yêu thích luôn các bạn ơi. Mình may mắn mà được một vật phẩm siêu mạnh, từ đó giúp mình có thể đánh bại boss và trở nên vô đối luôn. Còn chần chờ gì nữa, tải ngay hành tinh điên về máy để giải trí sau những giờ học tập làm việc căng thẳng nhé. Link tải game Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là phần mô tả video, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm với từ khóa Crazy Alien ở trên Shark Lake để tải về. Và nhớ đánh giá 5 sao để ủng hộ game, update thêm nhiều tính năng thú vị cho chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Ok. Tới nơi luôn. Chiến này mình sẽ lủi thẳng xuống dưới luôn hả các bạn. Rồi. Ê, chưa. Hello anh Enderman. Khỏe không anh ơi? Ôi trời, khỏe không vậy? Sao úp mặt vô cây vậy? Đây để tôi massage cho. Ủa anh chạy đâu rồi? Đây anh đây các bạn. anh chạy các bạn ơi. Trời ơi, tôi massage cho. Mà anh chạy đi đâu vậy? Ok, được tới tận là 4 ngọc Ender luôn. Ôi sao tự nhiên tối thui vậy? Có thét. Rồi, trở lại với việc cởi em khủng long bay. Và chúng ta sẽ đáp tèn tèn xuống dưới. Cái con xương hôm qua bắn em khủng long đâu nha. Xuất hiện đi. Không thấy nó ta.
cái chuột này các bạn à. Tưởng đâu nó còn đây là tới số với mình. À, hình như những cái da này mình cũng có thể loot trong những công trình đấy các bạn. Mình sẽ thử đi loanh quanh đây, coi coi còn công trình nào mình chưa loot hay không. Đỡ phải sát hại khủng long á. Còn ví dụ mà mình loot không có thì chắc chắn là mình phải farm khủng long để chúng ta lấy được những cái miếng da đó rồi. Ê, đây đây đây, có một công trình nhưng mà nó ẩn dưới lòng đất luôn nha. Có rất nhiều khói xương luôn nè các bạn. Mình chắc cũng lấy một ít khói xương đi ha. Ôi trời, ôi lỡ lấy hết luôn rồi. Ok, chắc không sao đâu. Ấy, nhưng mà trong này thì lại không có rương. Sau khi mình đi dạo rất là nhiều vòng ở trong cái hang động nguyên thủy này các bạn, mình không có gặp thêm công trình nào hết mà nó cho mình những cái da. Chắc là chúng ta phải farm mấy cái em khủng long có cặp sừng chữ Y rồi á. Bắt buộc rồi. Hiện tại thì mình sẽ cần tổng cộng bao nhiêu da ta? Cái này là 6, cái này là 5, nữa là 11, 12, 12 da mà hiện tại mình mới có 4 da thôi. Vậy là cần thêm 8 da nữa đó. Chắc phải sát hại hơi nhiều em khủng long chữ Y đây. Đây đây đây, ở đây có, ui, ở đây có nguyên một đàn luôn nè. Ui, em này bị FA nè. Ok, sorry em nha. Rồi, thông cảm cho anh. Ui ui, mình gặp con gì mới nhảy kìa, con ếch hả? What? Ok, mình đã có thêm được ếch da rồi nè. Và đây là ếch ở trong hang động nguyên thủy các bạn ơi. Ủa sao giống con ếch bình thường mà? Ủa? Đây là con ếch bình thường các bạn ơi. Bên này cũng có thêm nữa nè. Mình nghĩ mình farm thêm hai nhóc này nữa thôi các bạn là đủ đó. Ui ui à, em hút cũng đầu lắm nha, cẩn thận mới được. Ok, giữ khoảng cách. Ui, tí nữa thì đi rồi. Ôi ôi, bảo kê bảo kê đồng đội hay sao vậy? Alright, 10 rồi. Ok, này cặp đôi hả? Ok, mình sẽ kiếm những em nào FA đi. Chẳng hạn như là em bên này đó, FA nè. Sorry. Rồi, xong phết. Vậy là chúng ta đã có được tổng cộng là 13 da và 16 cái khúc thịt này. Nhưng mà khoan, hình như khúc thịt này mình có thể gặm được luôn các bạn ơi. Wow, gặm được luôn nè. Liệu rằng ăn hết xong rồi mình có thể lấy khúc xương được không ta? Ê, háo hức nha. Mình sẽ thử gặm hết nguyên một cái tảng thịt to đùng này, xem coi chúng ta có rút được khúc xương và lấy thêm cái được gọi là heavy bone không á các bạn. Ồ, xong rồi. Ồ, cái này là thin bone à, cái xương nhỏ. Ok, chứ không phải là heavy bone. Quê sệ quá. Thôi không sao, giờ thì mình đã đủ những thứ cần rồi đúng không? Nên là chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo ha. Đầu tiên sẽ là cái áo có công thức giống như vậy. Wow, hình như cái set này nó bị thiếu cái gì ta? Cái ủng hả? Đúng không? Ừ, hình như set đồ này thiếu cái ủng các bạn ạ. Có cái nón rồi nè. Cái quần thì mình sẽ cần 5 da và đặt theo công thức giống như vậy. Đó, xong biết. Vậy là chúng ta đã có được một cái set đồ và mở được cái thành tựu. Có cái tên là Encino Man. What the heck? Và để xem coi khi mà mình mặc set đồ tối cổ này vô thì người ngợm mình sẽ trông như thế nào ha. Cái quần trước đi. Cái áo. Ôi trời. Mình giống là người tối cổ thiệt rồi này các bạn. Và cái nón. Cái nón này sẽ được lấy cảm hứng từ cái phần đầu của khủng long hình chữ Y ha. Wow, khá là đẹp đấy chứ. Nhìn mình giống người cổ đại hơn này các bạn ạ. Cưỡi khủng long nữa thì hết sảy luôn á. Alright. Xong nhiệm vụ chế tạo xích đồ rồi. Giờ thì chắc chúng ta trở về được rồi đó các bạn. À, mà sẵn tiện ở đây nó có mấy cái cây siat này. Mình sẽ lấy một ít cái nhành siat về ha. Một tí nữa chúng ta sẽ cần tới nó đó các bạn ơi. Đây đây, ở đây có mấy cây nhỏ nè, dễ lấy không? Ok, được hai cái rồi. Lấy dư dư xíu đi. Tầm 8 cái. Rồi, vô đây là đẹp ha, đi về thôi. Tại các bạn biết sao không? Khi mà mình có được những cái cây siat này thì chúng ta có thể kết hợp với khúc xương cực nặng. Đây, heavy bone nè. Là có thể làm ra được một cái vũ khí á nha. Công thức của nó sẽ là như vậy. Đó, nó có tên là Primitive Club. Ồ, cái này thì có tốc độ đánh cực kỳ chậm luôn các bạn ơi. Nhìn nó cục xúc thiệt. À, nhưng mà đánh thì mình nghĩ là sẽ rất là chất lượng đó. Và
Nhiệm vụ của mình khi mà sử dụng cái cây chày này đó chính là đánh vô mông của anh Long da xanh ha. Bữa giờ mình thuần hóa anh Long nóng tính bên này không được rồi, mình chuyển sang thuần hóa anh Long da xanh đi các bạn. Biết đâu bất ngờ mình sẽ thuần hóa từ anh Long nhỏ tới anh Long lớn á. Dọn cái này ra để xíu chúng ta đánh vô mông anh Long. Rồi bây giờ thì mình cần phải vô trong để làm thêm đồ ăn thuần hóa anh Long nữa. Bỏ nguyên liệu vô, chúng ta sẽ có được đâu đó cỡ ui da, đầy kho đồ mình luôn á. Làm thêm coi, mười mấy cái bát súp á các bạn. Rồi giờ thì làm liều thôi các bạn ơi. Chọc anh Long à. Từ 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 từ, ghinh 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 ghinh, anh Long không để ý. Ui ui ui, rồi nào anh Long phát hiện rồi, không dễ đánh vô mông anh Long đâu các bạn ơi. Ở đây đây đây, anh Long bị choáng rồi. Ui da, anh Long tỉnh, anh Long tỉnh. Ui cái này đánh một cái là choáng anh Long luôn các bạn ơi. Không nhận, hàng nóng có khác, mặc dù nhỏ nhỏ gì thôi nhưng mà quy lực lắm các bạn à. Đó anh Long bị choáng nè. Rồi chúng ta sẽ làm cách này à, để xem coi có mê hoặc được anh Long hay không nha. Rồi anh Long bị choáng là cứ đút ăn thôi ha. Alright, tiếp tục tiếp tục. Thì chờ đợi cái chày này nó hồi cái đòn đánh cái đó. Đó. Hiệu ứng bị choáng kìa các bạn. Nhưng mà cái tỷ lệ mà thuần hóa được cái anh Long này nha, mình nghĩ là sẽ rất là thấp đấy. Ui. Oh my god. Mình đã thuần hóa được anh Long rồi các bạn. Yes. Trời ơi sao bao ngày cuối cùng mình cũng thuần hóa được một anh Long rồi. Anh Long bên đây ghen rồi chứ vậy. Wow. Ui, mình cưỡi được anh Long này luôn. Đã quá các bạn ơi. Chưa. Để anh Long vô thùng. Rồi vô thùng đi anh Long ơi. Rồi mang anh lên thế các bạn. Trời. Tính ra là mình nghĩ là một phần là do anh thấy mình giống người tối cổ các bạn à. Mặc bộ đồ này vô hợp lý phết đấy chứ. Liều liều anh Long. Rồi đi ra ngoài thôi các bạn. Hello. Ui à, hiện tại thì em hổ găng kiếm màu trắng chưa lớn nha bạn ơi. Ồ sao em lâu lớn vậy ta. Hổ răng kiếm với vô mà mua đúng lâu lớn luôn á. Rồi và bây giờ mình sẽ đọc sách coi thử coi anh Long á có mặc giáp được không á. Hiện tại trong đây thì mình không thấy giáp của anh Long các bạn à. Thì là chắc anh Long này không mặc giáp rồi. Ok nhưng mà không sao, để anh Long ra ngoài nè. Đó để các bạn dễ ngắm hơn nha. Bây giờ trời ấn tượng chưa. Cũng khá là chịu nghe lời các bạn. Đây mình cho ảnh follow mình ha. Đó coi tưng đi kìa, tưng đi kìa, ục ịch chưa kìa. Thấy mà ghét không. Rồi giờ thì tạm thời mình sẽ leo lên ảnh. Ờ hiện tại thì ở chính giữa nó có cái thanh gì ta. Hình như đó là thanh skill của ảnh thì phải. Mình sẽ thử test skill của ảnh coi. Coi như thế nào ha. Ở đây có gà nè. Để thử. Cắn đi anh. Trời gà sợ quá đẻ trứng luôn rồi. Cắn đi anh. Anh cắn sực lớp không vậy? Các bạn của anh Long cắn nè. Anh cắn gì đâu sực lớp không à. Thằng ơi. Ô mày chuối thì. Trời ơi. Quê quá đi. Mà anh Long này chạy cũng không được nhanh lắm các bạn ơi. Anh chạy chỉ tốc độ tối đa là tầm vài cái chuối trên giờ thôi à. Bố tài chấm cơm thì. Ôi để test thử coi anh Long này có bơi dưới sông được không nha các bạn. Coi thử coi thử. Rồi mình thấy chìm ngẫm rồi đó. Rồi luôn. Anh Long này không biết bơi các bạn ơi. Tôi thua rồi. Đi lên đi lên đi lên. À, vậy là anh Long này cũng có khá là nhiều hạn chế nha. Quay. Hình như mình đã mò ra được công dụng của kỹ năng anh Long rồi các bạn ơi. Từ 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 từ. Mình sẽ kiếm một cái con gì đó gần đây để mình test cái đã. Chẳng hạn như ở đây, mình đang ở giữa nguyên một cái đàn bò tót nè. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho anh Long thể hiện sức mạnh. Tiếng gầm hoang dã.
Các bạn thấy dữ không? Ảnh mà la lên là mấy cái con bò nó sợ nó chạy ha. Muốn bò luôn á. Nó chạy lia chạy lịa hết các bạn ạ. À. Quá dữ luôn. Cái này là đi đuổi bò là hết sảy các bạn ạ. À. Tiếng gầm hung dữ. Rồi, đó công dụng của ảnh là đi đi đuổi bò vậy thôi các bạn ạ. À. Còn chiến đấu thì mình chưa có test thử á. Ok, mình sẽ cho khủng long chiến đấu với mình ha. Đi khịa bò luôn. Ok, anh Long, thể hiện đi anh Long. Thể hiện đi. Ui da, trời ơi. Ok, để coi anh Long. Wow, anh Long cắn ba cái là hạ được con bò ha. Rồi, mém nữa là mình cũng bị hút một cái là đi rồi các bạn. Hên quá, rồi có thịt bò này cho anh ăn nè. Tranh thủ anh ăn thịt bò đi nha. Ui, ảnh chê thịt bò các bạn ơi. Thôi chê thôi, về cho anh Long kia vậy. Rồi, ok. Để tới đó thôi ha, giờ chắc đi về các bạn. Trời đất ơi, giờ về nhà chắc tới sáng luôn quá, anh Long này chạy chậm lắm các bạn ơi. Né né ra đi, né né ra đi. Ok đây, dùm bài dí cái gì đây? Đi chỗ khác. Dí ai? Hả? Gầm một phát là nó cũng chạy các bạn ơi, zombie còn chạy mà. Quầy tính ra được được á, kỹ năng này cũng được phết. Trời, cái bác dân làng này, đi làm gì? Lại đây làm gì hả? Hả? Lại đây làm gì? Đi về làng liền. Đội cái nón là thấy thấy dễ thương rồi đó. Chỗ ở hiện tại của mình chưa có bảo kê các bạn, nên là mình sẽ cho anh Long đứng ở đây làm vệ sĩ ha. Con nào lại gần anh cứ gầm lên cho tôi. Ok chưa? Rồi, có vẻ là anh cũng chịu hợp tác đó các bạn. Thôi, mình thì chắc vô nhà làm giấc các bạn ơi. Quá trời quá đất ơi. Ngày mới bắt đầu thì chúng ta sẽ trở lại cái việc nghiên cứu hóa thạch và hồi sinh thêm những loài vật thời cổ đại hết các bạn. Ơi lộn sách rồi. Cất sách này vô đi, đổi sách bên này các bạn ơi. Hôm nay mình dự tính là sẽ hồi sinh một cái giống loài mình nghĩ sẽ rất là hữu ích luôn các bạn à. Loài này có tên là Gigantopithecus. Đây kiểu như là một loài đời ươi to lớn thời cổ đại thì phải. Nên là ok, chúng ta sẽ thử hồi sinh giống loài này. Nhưng mà quan trọng là mình đã có DNA chưa cái đã? Gigantopithecus. Đây chính là DNA ha. Ôi mình có nè. Có đúng một cái luôn các bạn ơi. Hên quá, hên quá. Rồi rồi. Cho vô đây. Ê, nhưng mà trên đây không có organic odd. Cho xuống dưới đi. Hi hi. Ê, ê giờ mới để ý ta. Cái em này. Trời ơi em chui vô cái gốc kẹt này em núp á các bạn à. Bó tay thiệt hèn gì bữa giờ mình không thấy em. Hú hồn chim én thiệt chứ. À quên nữa, sẵn tiện mình kiếm góc nào mình treo cái set giáp người tối cổ coi. Đây, ở đây chẳng hạn. Mình sẽ treo set giáp này lên ha. Cái này thì mặc ở nhà chơi chơi được các bạn, chứ đi khám phá thì ăn hành no luôn á. Ok, và ở đây nhào thai của Gigantopithecus cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ để máy ấp xuống và chúng ta sẽ bắt đầu quá trình ấp cái loài đời ươi siêu to khổng lồ này ha. Mình sẽ ấp giữa đường luôn các bạn. Trời mưa rồi. Thôi thôi thôi, giờ vô đây đi. Cho đỡ mưa ha. Ok. Và vô trong thôi. Ui da. Anh Long bự gì chú mưa với mấy hiên chắc cũng được các bạn ơi. Lâu lâu cho anh tắm mưa một bữa. Rồi, cùng nhau trú mưa rồi chờ đợi cho đời ươi khổng lồ hồi sinh hết các bạn. Hồi hộp quá. Không biết là khi còn nhỏ loài đời ươi đó sẽ trông như thế nào ha. Ủa sao lâu hơn mấy giống loài bình thường ta? Ê, nãy giờ mình đợi cũng lâu lắm rồi đó các bạn ơi. Ui ui. Ui đây rồi, đây rồi, ồ, đây là lúc còn nhỏ ha. Ê, ê, đừng lại đằng kia. Rồi. Đừng leo stairs cắn bây giờ đó, hung dữ lắm đấy. Ở trong nhà chơi với em này đi. Em nhỏ bằng cái em chim này nè các bạn. Em dơi này nè. Trời đất. Công việc của mình á là phải đợi cho cái nhóc này lớn lên cơ. Thì chúng ta mới nhờ cậy được á. Wow. Háo hức nha, cái nơi ở của mình bây giờ ngày càng đông đúc hơn rồi các bạn ơi. Và để chuẩn bị cho công việc sắp tới nhờ cậy các em đưa đó, mình sẽ vô cái khu vườn của mình. Sau đó mình sẽ thu hoạch thêm một ít cái cây tre này, cây tre cổ đại. À không, mình nhân giống lên luôn cũng được các bạn ơi. Mình sẽ thử chặt ha. Đó. Nhân giống lên thêm mới được. Mình sẽ còn khá là nhiều những cái cây tre cổ đại này nha. Đấy, đặt xuống đi. Mong là một tí nữa
em kia lớn thì ở đây nó cũng phát triển đủ cao để mình có thể thu hoạch thêm ha. Và để coi coi, trong lúc chờ đợi cho em kia lớn thì hay chúng ta hồi sinh thêm vài loài đi nha. Wow, ui cái em này nhìn chất vậy ta. Loài này có tên là Hoacha Venator. Wow, DNA thì sẽ có hình dạng giống như vậy ha. Ok, mình sẽ tìm. Ui, mình có luôn nè, hai cái DNA luôn mới đã. Ê, được đó chứ. Mình sẽ cho vô trong này để chúng ta tiến hành hồi sinh cái loài khủng long này nữa. Mình nghĩ loài đó sẽ nóng tính đó các bạn à. Hơi hơi hung dữ đó. Không biết mình đoán có đúng hay không ha. Háo hức quá, háo hức quá. Và lỡ hồi sinh em kia rồi thì mình sẽ hồi sinh thêm mấy cái nhóc ở cái hàng thứ ba này luôn ha. Như là Aerion. Aerion nãy mình mới thấy DNA luôn á. À, đâu ta? Aerion. Đây. Một cái thôi các bạn ơi. Rồi. Kentrosaurus. Kentrosaurus hả? Đây. Cũng có luôn nha. Mình có tới 6 cái DNA Kentrosaurus luôn à. Nhiều giá mang. Và cuối cùng trong hàng này đó chính là Machugasaurus. Em này thì hình như mình chưa có DNA hay sao á. Mình thấy tên em khá là lạ. Ủa? Có. Đây nè. Yeah. Vậy là hàng thứ ba này chúng ta hầu hết có DNA hết rồi hết các bạn. Và trứng của cái loài Hoacha Venator cũng đã xong. Ui dàm, đọc mấy cái tên game này riết chắc mình lẹo lử luôn á. Cho Kentrosaurus DNA vô trong. Mình sẽ chia ra thêm trên này một cái máy nữa để mình tăng tốc cái quá trình hồi sinh khủng long các bạn ơi. Và xin một lượt 3 giống loài luôn nè. Một tí nữa xong xuôi rồi chúng ta đem ra ngoài ấp một thể luôn ha. Mà không biết còn nhỏ thì em này có ăn cái này không ta? Ui, còn nhỏ em không có ăn được cái khúc tre cổ đại này các bạn ơi. Chắc phải đợi em lớn lên á. Ok. Và ở đây thì trứng của Kentrosaurus cũng đã xong rồi nè. Yeah. Tiếp theo sẽ là trứng của Aerion. Trứng này khá là nhỏ ha. Và cuối cùng là Machugasaurus. Ok, giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài và tiến hành ấp những cái em này thôi. Mình sẽ ấp lần lượt hết ha. Để chắc cú hơn thì mình sẽ qua bên này. Rồi, ấp trứng Hoacha Venator trước đi. Mình nghi em này sẽ là hung dữ nè. Thử coi. Cái trứng có chút xíu rồi các bạn ơi. Màu xanh ha. Úi. Nở rồi. Quay hai em nở một lượt luôn. Và điểm mà mình thu hút ở em này các bạn đó chính là cái phần đầu. Cực kỳ mà chất chơi luôn á. Em có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 6 cái sừng các bạn ạ. Và trên hai cái sừng rìa này, à không, 4 cái sừng á, lại còn có gai nữa. Wow. Em này chắc là cũng là một loài khủng long cực kỳ hung dữ. Ôi cái gì đấy? Cái thành tựu gì lạ vậy? It's cost $400,000 to fight weapon. Có 12 second. Ủa là sao? Ủa cái thành tựu gì mà tiền bạc gì ở đây nữa vậy? Thôi tôi sống bằng tình cảm nha. Tình cảm với em khủng long này được rồi. Tiền nông gì ở đây? Ok và không biết mấy nhóc này mình có nên thả chung với chỗ của voi mammut không nữa. Mình cũng hơi lo các bạn à. Tạm thời thì nơi ở nó cũng hơi bị giới hạn một xíu á. Ê, mình thử vô trong đây coi. Trong này là có hai loài hung dữ nè. Thử nha. Không kịp thì mình ẩm em chạy đi chỗ khác liền. Thân thiện không? Ô thân thiện các bạn ơi. Cá sấu cổ đại với các em này cũng khá là thân thiện á. Ôi vậy thì tốt quá. Có nơi để sinh sống rồi cưng ơi. Nếu mà sắp xếp như vậy thì mới mốt á, việc mình đi tìm mấy cái loài khủng long nó cũng dễ hơn các bạn. Ôi cẩn thận. Biết ngay mà. Hai cái thanh niên này định lợi cắn mình các bạn. Đâu có dễ. Rồi để hai em đó ở trong đấy đi. Mình sẽ tiếp tục hồi sinh thêm mấy em khủng long khác. Chẳng hạn như là em khủng long xanh đây nè. Ui cái trứng này cũng nhỏ y gan cái trứng em hồi nãy luôn. Ui cái gì vậy? Ai Em này là khủng long mắt rố các bạn ơi. Cái mắt em là lòi nhìn dễ cưng quá à. Cái sừng thì mọc ở trên đỉnh đầu ha. Được ấy chứ, em này mình nghĩ là thân thiện nè. Nhìn rất là cute, full mê que luôn. Cho nên là... Ủa cái gì đấy? Mình sẽ để vô đây. Nhưng mà khoan, cái thành tựu cái gì mà San Diego gì đây, what the heck?
Nói chung á, trong đây có khá là nhiều cái thành tựu mà mình đọc thấy khá là vui các bạn ạ. À, mặc dù mình không hiểu nó là cái gì. Rồi. Anh. Ôi ơi ơi. Ôi cẩn thận các bạn ơi. Là tự nhiên mình thấy rén rén em Brachiosaurus quá. Em hiện tại là loài khủng long bự nhất của cái khu mình đó các bạn ạ. Nhìn cái cấp giò của em kìa. Mình lo là em đạp nhầm cái em khủng long xanh mắt chốn này cái là đi luôn á. Không đùa đâu. Cái em kia sợ quá núp rồi kìa. Ok, ở đây núp chung đi. Rồi, từ từ mà làm lớn ha. Ừ, quên. Hay là mình làm một cái thí nghiệm này đi các bạn. À, sẽ liên quan tới cái nhóc Brachiosaurus đó. Ờ, nhưng mà trước đấy thì để mình ấp xong trứng đó. Trời, nãy giờ mất tập trung quá. Còn trứng của loài khủng long Kentrosaurus nữa nè. Hai em này hướng mặt vào nhau luôn kìa. Quay, loài khủng long này thì mình ấn tượng ở cái phần đuôi hết các bạn. Không biết các bạn có giống mình hay không á. À, phần đuôi cực kỳ đẹp luôn á. Được, được, được. À, mình nghĩ em này cũng sẽ thân thiện đấy. Nên là cho ở chung với khủng long xanh mắt chố. Rồi, mình sẽ đặt tên cho em này là khủng long đuôi gai đi. Tại vì đuôi em toàn là gai cơ mà các bạn. Xong phim. Hình như là còn đúng cái trứng của Aerion nữa thôi á. Mình sẽ để cho trong cái khu vực khu vườn Brachiosaurus luôn đi. Đây là sẽ là nơi tiếp theo mà rất là đông đúc khủng long thân thiện sinh sống chung với nhau ha. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Lỡ ngó là em đạp chúng mình á. Coi chừng, coi chừng. Rồi, ok, đi né né xíu. Thả cái trứng này xuống. Ủa? Ủa, cái trứng này áp trên cạn hả ta? Ôi trời, mình lỡ nhét xuống nước rồi. What the heck? A few moments later. Ui, ui. Oh, mặc dù mình áp không đúng chỗ nhưng mà cái em này vẫn chịu nở ra các bạn ạ. À, nhìn giống như là bọ ngựa vậy đó các bạn. Ủa? À không, bọ hung chứ. Ôi, nhìn em này giống như bọ hung vậy đó các bạn ơi. Ui, đây là loại bọ cổ đại đầu tiên mà mình hồi sinh nè. Nói chung là chết. Hôm nay em nào mình hồi sinh nó cũng có một cái nét đặc trưng riêng hết chứ các bạn à. Đã thiệt. Rồi, rồi, rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành làm cái thí nghiệm đối với em Brachiosaurus này ha. Tại mình nghe đồn cái em này mình có thể cưỡi được các bạn à. Nếu mà thành công thì chắc mình sẽ ở một cương vị khác các bạn à. Ở trên cao. Chắc ở trên đó không khí nó đã lắm hết ơi. Rồi, ngồi khủng long bay và chúng ta sẽ bay tới chỗ Brachiosaurus ha. À ha. Sau đấy thì gắn cái yên lên người Brachio nè. Wow, wow. It was at this moment that he knew he fucked up. Ôi, mình còn sống, mình còn sống. Ủa mà chui. Trời. Trò chơi cảm giác mạnh các bạn ơi. Rồi. Thôi xong rồi. Ui da. Ok. Ui. Cái thí nghiệm này nó lại dẫn mình tới một kết quả khác các bạn. Mình không thể cưỡi em này nhưng mà mình có thể dùng em làm giống như cái đồ bắn lên trời vậy đó. Ừ. Đã thiệt. Quá tam ba bận. À mà thôi, từ. Để mình vô trong nhà, mình làm một cái đồ nghề dụng cụ chuyên nghiệp các bạn à. Công thức làm ra nó thì cũng đơn giản thôi. À, hình như là sẽ là như vậy thì phải. Đúng không nhỉ? Ok, đúng rồi đó các bạn. Đó, mình sẽ làm một cái giống như là dù lượn vậy đó các bạn. Đó. Kết hợp với khả năng búng mình lên trời cực kỳ mạnh của Brachiosaurus nữa. Ây da. Đã đây. Ấy. Từ. Sẽ cất cái này vô. Ủa gì? Cái gì á? Oh. Ủa sao? Ủa là mình thuần hóa được em Brachiosaurus này rồi hả? Mình được hiệu ứng bảo vệ của Brachiosaurus. Ôi, em mệt rồi các bạn ơi, em không cho mình lên trời nữa. À, là mình chế tạo cái dụng cụ chuyên dụng rồi. Ê, nhưng mà khoan. Ủa sao còn có một Brachiosaurus vậy? Ôi trời. Ôi dồi.
Ủa sao hôm nay lạc trôi ra ngoài hay vậy? Mèn đất ui. Từ 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 từ. Ây da, muốn đẩy chiến thần này vô trong cái thùng kia sao được trời, mình tướng mình chút ép hả? Đâu ông nhỏi này đi ra ngoài được hay vậy? Ủa trời 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 ơi, lớn rồi đời, lớn và cũng bị thương giống như voi ma mút các bạn ơi. Ây, tính ra cái nhà mình bây giờ nó chật nha. Một số loài mà bự quá vô nhà mình là bị mất máu giống như em đời ơi này nè. Công nhận đó các bạn thấy không, lúc nhỏ thì có chút xíu mà lớn lên rồi đó, coi cái mặt em quá là to luôn. Ồ cũng đi chứ. Ừ quên quên, hồi nãy mình có mấy cái khúc tre đây 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 nè nè, ăn tre đi. Ủa ăn chưa? Ui wow, mình cho đười ăn tre, đười trả ơn mình bằng cách là cho mình một cái trái các bạn ạ. Cái trái này trái thời tiền sử nè, trái cổ đại được ấy chứ. Cho đười ăn tre tiếp được không? Mình tham lam xíu ấy, nhưng phải đợi các bạn ơi, không trao đổi với mình liên tục được. Hay là bây giờ mình sẽ thử đặt cái trái này xuống rồi chúng ta chẻ nó ra. Ui oh, nó sẽ rơi ra cho mình một vài thứ khác. Và à, cái này còn có thể ghép lại à, thành exotic fruit. Ok, ăn không? Không ăn à? Ô, oh, giơ tay rồi, giơ tay rồi. Ồ, oh, phải đợi rất là lâu các bạn ơi và... Hả? Lấy rồi đúng không? Ui, mình hiểu rồi nha. Mỗi khi mà em đưa này á, giơ tay lấy đồ của mình là sẽ cho mình một món đồ khác các bạn. Lần này thì cho mình một cái trái nó xịn hơn nè. Why? Trái này thì sẽ cho mình... Fruit scrap. À, dùng để đổi một cái loại trái cây mới. Sau khi đổi vài lần thì cuối cùng mình cũng đủ để có thể chế tạo ra cái trái tiếp theo rồi. Ôi trời. Hello. Mình mới cầm cái trái này lên là em đã đưa cho mình cái trái chà bá lửa rồi kìa. Ok, đổi luôn nha. Đổi. Rồi. Em đã chịu đổi với mình. Đây là Redoland Fruit. Và những cái trái này thì mình có thể đập ra. Ui, lần này cho mình cái hộp gì vậy? Ui, cái hộp này lại có thể chế tạo thành một cái trái khác nữa các bạn. Nói chung thì đây là liên tục cái quá trình trao đổi với các em đười ha. Nói chung thì mình nghĩ đây là cái loài động vật cổ đại đầu tiên mà có thể trao đổi với mình nhiều giống như vậy luôn á. Thử nén 4 cái này lại coi. Rồi, lần này đổi cái gì nữa đây? Có đổi nữa không vậy? Ui, lại đổi nữa. Sao các em này có nhiều trái hay hay không vậy ta? Ok, lần này là cái trái có tên là Salubrious. Ồ, trái này có vẻ là xịn nhất hay sao nè. Ui, trái này lại có thể nén nữa đúng không? Thánh thằng à, lại nén được tiếp các bạn. Ok, đây đã là cái lần thứ bao nhiêu à? Ủa cái gì đấy? Được cái thành tựu gì luôn kìa. What the heck? Ủa? Ủa cái trái này... Ồ, cái trái này không trao đổi được nữa hả? Ok. Vậy là cái trái này là cái trái xịn nhất rồi hả các bạn? Ok. Hôm nay mình chỉ tập trung đổi với em cái trái màu vàng vàng này thôi hả các bạn? 3,000 wuppus later. Quá tam nhiều bận. Ok. Lần này để coi mình sẽ đập một thể luôn ha. Đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng. Trời ơi, mình chỉ cần cái món đồ này thôi nè các bạn. Đây là món đồ cực kỳ quý hiếm luôn. Và bây giờ thì Ê, từ từ. Mình sẽ vô trong thuần hóa cá sấu cổ đại. Hồi nãy giờ mình vất vả mấy ngày trời để trao đổi với em đùi ươi đó chỉ để lấy cái này thôi. Và chúng ta sẽ thử vô trong coi coi. Ui da. Cái này giống như là một cái dụng cụ chơi nhạc thời cổ đại đó các bạn. Và loài cá sấu cổ đại này thì lại thích nghe nhạc cơ. Mà tại em không ưa mình hay sao á. Mình thử dẫn khủng long. Ô lộn, dẫn cá sấu tới một nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Ủa sao chạy rồi? Ê, bình tĩnh bình tĩnh. Chill. Ây da. Bình tĩnh. Nghe nhạc. Ui da, cắn mình nữa. Trời, ta chơi nhạc cho mà nghe mà còn cắn nữa. Coi. Lắc kìa.
Ok, tiếp tục. Ui, vẫn không được. Mình phải kiên trì các bạn ơi. Nói chung thì thuần hóa cá sấu mà, đó là một điều cực kỳ khó khăn luôn. Quá trời lắc rồi. Mình thì chơi nhạc, ẻm thì lắc kìa các bạn. Nhưng mà lâu quá à. Nãy giờ mình ngồi đây nửa tiếng đồng hồ chỉ ngồi thổi kèn cho em này. Mà em cứ cắn mình. Còn không là lắc vậy đó các bạn à. Hết. Em không hề chịu về làm bạn với mình các bạn. Trời ơi, biết bóp lột sức lao động quá ha. Giận rồi, dẹp đi. Không có bạn bè gì hết nữa. Đem về chỗ cũ. Chắc tại mình thổi cái sáo cái kèn này quá là dở các bạn à. Thôi, nói chung thì hôm nay cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời của mình rồi các bạn à. Vậy mình đã hồi sinh được đời ơi thời cổ đại. Và ẻm có thể đổi cho mình rất là nhiều món đồ hay ho luôn. Sắp tới chắc mình còn trao đổi với ẻm dài dài á. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã thấy sự trưởng thành của voi mammut nè. Và hồi sinh được rất là nhiều loài thời cổ đại khác nữa. Và đặc biệt thì mình còn làm nghệ nhân thổi sáo cho cá sấu cổ đại nữa. Nhưng mà hơi fail các bạn à. Mình thổi là cũng nghệ lắm đó. Tại thanh niên này không biết thưởng thức thôi các bạn à. Tí nữa thì quên còn anh Long nữa. Trời ơi, nay có anh Long mà quên ta. Anh Long ngồi chỗ hủ ở đây. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng với anh Long này ha. Hôm nay chưa có dịp dắt ảnh đi khám phá các bạn à. Nhưng mà thời gian sắp tới thì chắc chắn sẽ có ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop dưới phần bình luận á. Công gia thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.